Xác định những khoảnh khắc của bạn. Các nhà lãnh đạo trở thành những nhà lãnh đạo giỏi hơn khi họ gặp một thời điểm then chốt và có phản ứng chính xác. Bất cứ khi nào họ gặp một bước ngoặt thì những người đi theo họ cũng được hưởng lợi. Nhưng điều khó khăn là bạn không thể xác định được thời điểm then chốt sẽ diễn ra vào lúc nào. Bạn không thể nhìn vào thời gian biểu của mình và nói, tôi đang lập kế hoạch cho một thời điểm then chốt vào 8 giờ ngày thứ 3 tới. Bạn không thể kiểm soát khi nào nó xảy ra, tuy nhiên bạn có thể lựa chọn cách thức phản ứng với nó và bạn có thể chuẩn bị trước theo các bước dưới đây. 1. Nghĩ về những thời điểm then chốt trong quá khứ. Người ta thường nói những ai không chịu học hỏi quá khứ thường có xu hướng lặp lại các sai lầm trước đó. Câu nói này không chỉ đúng đối với một dân tộc hay một nền văn hóa mà còn đúng với bất kỳ ai. Người thầy tốt nhất cho nhà lãnh đạo là những kinh nghiệm đã được đánh giá. Để dự đoán cách bạn phản ứng với những thời điểm then chốt trong tương lai, hãy nhìn lại cách bạn phản ứng với những thời điểm then chốt trong quá khứ. 2. Chuẩn bị cho những thời điểm then chốt trong tương lai. Một trong những điều giá trị nhất tôi từng làm trong cuộc đời mình là đưa ra các lựa chọn và quyết định lớn trước những cuộc khủng hoảng. Điều đó giúp tôi dễ dàng quản lý các quyết định tại những thời điểm then chốt của cuộc đời. Một số quyết định được tôi đưa ra khi còn là thiếu niên, nhiều quyết định được đưa ra khi tôi ở độ tuổi 20, 30 và một vài quyết định được tôi đưa ra sau này. Tôi viết rất kỹ về những quyết định này trong cuốn sách Today Master để hôm nay trở thành kiệt tác, nhưng tôi sẽ khái quát chúng ở đây để bạn có thể hiểu được phần cốt lõi. Thái độ, hàng ngày tôi sẽ lựa chọn và thể hiện thái độ đúng đắn. Tài sản, tôi sẽ xác định và thực hiện theo các thứ tự ưu tiên quan trọng hàng ngày. Sức khỏe, tôi muốn hiểu rõ và làm theo những hướng dẫn về sức khỏe hàng ngày. Gia đình, tôi sẽ dành thời gian chăm sóc gia đình mỗi ngày. Suy nghĩ, tôi sẽ rèn luyện và phát triển những suy nghĩ tốt đẹp hàng ngày. Sự tận tụy, hàng ngày tôi sẽ luôn giữ tinh thần làm việc tận tụy. Tài chính, tôi sẽ kiếm tiền và quản lý tài chính mỗi ngày. Niềm tin, tôi sẽ luôn khắc sâu và theo đuổi niềm tin của mình hàng ngày. Quan hệ, tôi sẽ tạo lập và duy trì các mối quan hệ bền vững mỗi ngày. Sự rộng lượng, tôi sẽ dự tính và tạo hình mẫu về sự rộng lượng mỗi ngày. Các nguyên tắc, tôi sẽ theo đuổi và thực hiện tốt các nguyên tắc hàng ngày của mình. Sự phát triển, tôi sẽ luôn cầu tiến và phát triển bản thân mỗi ngày. Tôi không phải vật lộn với những vấn đề này trong các thời điểm then chốt. Chúng đã được thiết lập và tôi luôn được tự do tập trung vào bối cảnh cụ thể và đưa ra quyết định dựa vào các tiêu chí đó. 3. Tận dụng tối đa các thời điểm then chốt trong hiện tại. Bây giờ chắc bạn đang tìm kiếm những thời điểm then chốt. Bạn sẽ ngày càng phát triển khi tận dụng tối đa các thời điểm này. Hãy nhớ rằng sau khi gặp một thời điểm then chốt, bạn sẽ không còn là những con người như trước. Nhưng thay đổi thế nào sẽ phụ thuộc vào phản ứng của bạn trong thời điểm đó. Nhiều thời điểm cho bạn cơ hội, các cơ hội bao giờ cũng đi kèm với sự mạo hiểm. Nhưng đừng sợ hay không nắm bắt chúng. Những nhà lãnh đạo kiệt xuất nhất thường xuất hiện trong những thời điểm có sự mạo hiểm. Chúng ta cho rằng tất cả những thời điểm then chốt đều gây ấn tượng sâu sắc và thường đến sớm trong cuộc sống của các nhà lãnh đạo. Tôi không cho như vậy. Bạn không cần nhiều bước ngoặt lớn để đạt được những kết quả tốt. Chỉ cần một sự kiện cũng có thể mang lại thay đổi to lớn. Như nhà bác học Albert Einstein thường nói, tôi chỉ tình cờ khám phá ra thuyết tương đối một lần nhưng nó khiến tôi phải suy nghĩ nhiều năm. Tôi tin rằng nếu tôi không ngừng phát triển, không ngừng tìm kiếm cơ hội, không ngừng mạo hiểm, tôi sẽ tiếp tục gặp các thời điểm then chốt. Nếu tôi tiếp tục lựa chọn đúng đắn và luôn nỗ lực làm những việc có lợi cho nhân viên của tôi trong các thời điểm đó, khả năng lãnh đạo của tôi sẽ tiếp tục phát triển và nâng cao, do đó mọi người đều thành công. Lời khuyên, cách các nhà lãnh đạo nắm bắt cơ hội và xử lý các thời kỳ khủng hoảng sẽ xác định bản thân họ. Hãy yêu cầu những người mà bạn đang hướng dẫn nói về cách họ xử lý những thời điểm đó, đồng thời giải thích cách thức và lý do của các quyết định đưa ra. Hãy hỏi họ xem những người khác đánh giá vai trò lãnh đạo của họ như thế nào qua hành động của họ. Nếu cảm nhận của bạn và của họ về ảnh hưởng của những thời điểm đó khác nhau, thì hãy giải thích sự khác biệt đó. Nếu bạn từng quan sát thấy những thời điểm then chốt khác trong sự nghiệp lãnh đạo của họ mà họ không nhận thấy, hãy chỉ ra các thời điểm đó.